đây là hai nghệ nhân đang vật cào cào. Đấy. Đấy, đây là nghệ nhân thôi. Đấy, nghệ nhân thôi đấy. Biết, nghệ nhân thôi, Facebook là Hoàng Phát. Thôi ơi, quay đây cười cái nào. Ý giời, tươi lắm. Ý giời, tươi lắm. Rồi, chúng ta sẽ quay ở đây để nhìn nữa. Đây là nghệ nhân Dũng My. Đấy. Anh Dũng ơi, cười cái nào. Ý, cười cái nào. Cười bắp lắm, đấy. Ô con. Quả xanh mướt. Rồi cơ bắp này, rồi cơ, úi rồi múi cơ to thế. Đang gọi là đam mê thì mẹ có đấm vào mồm mình cũng vẫn phải chơi.